Nga nói hủy diệt hàng loạt vũ khí Mỹ ở Ukraine. Ukraine khẳng định Nga mất gần 1.000 binh sĩ và 13 xe tăng. Nổ liên hoàn tại miền Nam Ukraine, bóng tối bao trùm ở Kharkiv. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga lại thay đổi kế sách, tập trung làm suy yếu quân đội Ukraine. Cụ thể ra sao? Tổng thống Mỹ cân nhắc gửi vũ khí cần thiết để Ukraine phản công mùa xuân. Belarus đưa tên lửa chiến thuật đến khu vực chỉ định. Mặt khác, các bên phản ứng ra sao với kế hoạch hòa bình của Trung Quốc? Các tin tức khác, Ngoại trưởng Mỹ sắp công du châu Á. Cuộc sống tại thành phố lều sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố Los Angeles bất ngờ cảnh báo bão tuyết. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Nóng. Thưa quý vị, theo đài CCTV, Nga ngày 24 tháng 2 thông báo tập kích lực lượng Ukraine cùng nhiều kho dự trữ đạn dược và vũ khí ở các địa điểm khác nhau. Trong khi đó, Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ một trực thăng của đối phương. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 24 tháng 2 cập nhật tình hình xung đột, cho biết lực lượng Nga tiến lên ở nhiều hướng như Kupiansk, Liman và Donetsk. Phát ngôn viên khẳng định Ukraine chịu tổn thất nặng nề về sinh lực và thiết bị quân sự hạng nặng. Nga tuyên bố tấn công các kho đạn của Ukraine ở tỉnh miền Nam Zaporizhia và tỉnh miền Đông Donetsk. Còn ở tỉnh Đông Bắc Kharkiv, quân đội Nga cho biết đã phá hủy đồn chỉ huy của Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ 127 thuộc quân đội Ukraine. Không quân Nga cũng đánh chặn hàng loạt pháo phản lực và bắn hạ nhiều máy bay không người lái UAV. Cụ thể, ông Konashenkov thông báo phía Moscow vô hiệu hóa 4 pháo phản lực HIMARS và 6 UAV. Thêm vào đó, hệ thống pháo M777 do Mỹ chế tạo, pháo tự hành Krab do Ba Lan chế tạo và radar phản pháo AN/TPQ-36 được Mỹ cung cấp cho Kiev đều đã bị phá hủy, ông Konashenkov nói. Cùng ngày 24 tháng 2, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine khẳng định không quân nước này đã tiêu diệt nhiều binh sĩ và vũ khí Nga. Đài CCTV dẫn nguồn quân đội Ukraine cho biết lục quân đã bắn hạ một trực thăng Mi-24 cùng với một UAV của Nga trong vòng 24 giờ. Song song đó, phía Kiev cho biết quân Nga bất chấp cái giá đau đớn tiếp tục dồn lực tấn công vào Kupiansk và thành trì Bakhmut. Các báo cáo về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc ghi nhận hơn 8.000 người dân thiệt mạng và 13.300 người khác bị thương sau một năm xung đột ác liệt. Cơ quan Liên Hợp Quốc cho rằng con số thiệt hại thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định phía Nga mất gần 1.000 binh sĩ và 13 xe tăng trong ngày 23 tháng 2, 2023, ngay trước cột mốc tròn một năm xung đột. Nga đã chuyển từ kế hoạch tốc chiến tốc thắng sang cuộc chiến tiêu hao kéo dài và hiện tại là cuộc cạnh tranh dai dẳng về nguồn cung hậu cần. Thương vong của hai bên trong mỗi ngày đều rất lớn khi giao tranh giữa pháo binh và bộ binh đang bùng nổ mạnh mẽ ở miền Đông. Sáng ngày 24 tháng 2, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng lên Twitter cho biết trong 24 giờ trước đó, Nga đã mất gần 970 binh sĩ cùng với 13 xe tăng, 7 xe bọc thép, 11 hệ thống pháo, 3 bệ phóng tên lửa, 3 hệ thống phòng không cùng với 9 phương tiện và xe chở nhiên liệu. Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Chuyên gia Mark Kansian từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nói với Newsweek rằng cần thận trọng khi xem xét số liệu của cả Nga lẫn Ukraine. Theo ông, trang web Oryx, nơi các nhà phân tích tình báo quân sự Hà Lan theo dõi số liệu dựa trên nguồn mở, đã liên tục theo dõi sự thiệt hại của Kiev và Moscow trong giao tranh. Trang web nhận xét số liệu của Ukraine về binh sĩ Nga thiệt mạng dường như khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, Kiev đã phóng đại ít nhất gấp 2 lần số lượng vũ khí Nga bị phá hủy. Theo Oryx, Nga mất khoảng 1.770 xe tăng từ đầu xung đột, trong khi Ukraine báo cáo con số cao gấp đôi. Chuyên gia Kansian nói với Newsweek, chúng ta biết Ukraine đang chiến đấu để sinh tồn và họ xem truyền thông cũng là một mặt trận. Họ tận dụng thông tin tuyên truyền để khích lệ binh sĩ trong nước, làm suy yếu nhuệ khí đối phương và thuyết phục thế giới tin vào khả năng chiến đấu của Ukraine. Tôi thấy mọi người đã rất thận trọng khi xem xét số liệu của Nga, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận như vậy khi lắng nghe Ukraine, chuyên gia Mỹ nói thêm. Ngày 24 tháng 2, quan chức Ukraine ở thành phố miền Nam Zaporizhia thông báo có hàng loạt tiếng nổ ở vùng ngoại ô. Trong lúc đó, khoảng 15.000 người bị mất điện, phải sinh hoạt trong bóng tối ở Kharkiv và Kherson. Quyền thị trưởng Anatoly Kutiev của thành phố Zaporizhia cho biết,
nhiều tiếng nổ và còi báo động tập kích vang lên suốt ngày 24 tháng 2. Ông nói Nga tấn công khu ngoại ô của thành phố dù mọi thứ vẫn khá tĩnh lặng ở khu vực trung tâm. Thị trưởng kêu gọi người dân bình tĩnh nhưng cảnh giác cao độ, không chủ quan khi nghe còi báo động. Tờ báo Kiev Independent cho biết chưa có thông báo chính thức về tập kích ở Zaporizhia. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 2, thị trưởng Kutiev cảnh báo thận trọng. Ông cho rằng Nga sẽ tấn công để khiến chúng ta khiếp sợ trong ngày đánh dấu tròn một năm xung đột. Nhưng không, chúng ta sẽ không hoảng loạn. Kế hoạch của địch không thể diễn ra như mong đợi. Chúng ta không sợ hãi vì tin tưởng vào sự bảo vệ của lực lượng vũ trang Ukraine, thị trưởng nói thêm. Mặt khác, Bộ Năng lượng Ukraine tối ngày 24 tháng 2 thông báo khoảng 15.000 khách hàng vẫn bị mất điện kéo dài ở hai tỉnh Kharkiv và Kherson sau những vụ pháo kích. Tờ Kiev Independent đưa tin, nhân viên điện lực Ukraine đang nỗ lực khôi phục cơ sở nhiệt điện ở Kherson, nơi trúng hỏa lực vào ngày 23 tháng 2. Hiện giờ, người dân thành phố Kherson, đô thị do Ukraine tái kiểm soát từ tháng 11 năm ngoái, vẫn tiếp tục sống trong bóng tối, không thể kết nối Internet, cũng không thể dùng bếp điện. Nga đã liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10 năm ngoái. Điện Kremlin từng yêu cầu Kiev đàm phán thiện chí để kết thúc sự đau khổ của người dân. Theo đài CNN, nhờ sự hỗ trợ của châu Âu và mùa đông 2022 không quá lạnh như những năm trước, nên lưới điện của Ukraine hiện giờ chưa sụp đổ dù gặp khó khăn trăm bề. Chính phủ nước này từng thực hiện cắt điện luân phiên suốt thời gian dài ở nhiều thành phố, bao gồm thủ đô Kiev. Thông tin mới từ tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có vẻ như đã một lần nữa thay đổi sách lược ở Ukraine, tập trung làm suy yếu quân đội của đối phương thay vì cố gắng kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ mới. Sau 12 tháng giao tranh ác liệt, hai bên gánh chịu tổn thất nặng nề. Bộ Quốc phòng Anh tin rằng Nga đang thực sự theo đuổi một chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài. Bộ Quốc phòng ở London ngày 24 tháng 2 viết trên Twitter rằng kể từ năm 2014, mục tiêu chiến lược của Nga ở Ukraine vẫn rất nhất quán, đó là kiểm soát nước hàng xóm. Phía Anh nhận định, từ năm 2014 đến 2021, Nga thực hiện mục tiêu nói trên thông qua hỗ trợ phe ly khai chiến đấu ở Donbass và sáp nhập bán đảo Crimea. Từ ngày 24 tháng 2, 2022, Nga cố gắng đạt được mục tiêu thông qua việc kiểm soát toàn bộ Ukraine bằng chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, đến tháng 4, 2022, Nga nhận ra kế hoạch đó đã phá sản, vì vậy chuyển sang hướng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ vùng Donbass cùng với miền nam Ukraine. Điều này đã có tiến triển nhưng tốc độ rất chậm và phải trả bằng cái giá đắt đỏ. Trong những tuần qua, dường như Nga một lần nữa thay đổi cách tiếp cận của mình. Moscow tập trung làm suy yếu quân đội Ukraine thay vì cố gắng kiểm soát thêm khu vực lãnh thổ mới. Giới lãnh đạo Nga đang theo đuổi chiến dịch lâu dài. Họ đặt cược rằng Nga có lợi thế về dân số và nguồn lực, nên đến cuối cùng có thể làm kiệt quệ Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm. Phía Moscow không bình luận về các nhận định nói trên. Vào đầu năm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vẫn đang tiếp tục theo kế hoạch và nhất định sẽ giành thắng lợi. Cách đây một năm, Nga triển khai quân với tuyên bố cần phải phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước hàng xóm. Mới đây, nhiều người lính Ukraine nhớ lại thời điểm súng bắt đầu nổ cách đây tròn một năm, đánh dấu một bước ngoặt khiến cuộc đời họ thay đổi mãi mãi. Yuri hiện chỉ huy một đơn vị pháo binh Ukraine ở phòng tuyến gần thành phố chiến lược Bakhmut. Nhưng trước ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông vốn đang tận hưởng cuộc sống hưu trí ở Estonia. Khoảng nửa tháng sau đó, ông gác lại mọi thứ, trở về Ukraine và chiến đấu với quân Nga cho đến nay. Giao tranh là một điều bình thường mới đối với người đàn ông 52 tuổi này, khi cùng đồng đội hàng ngày khai hỏa nhằm vào vị trí của Nga cách xa khoảng 3 km. Ông chia sẻ với Reuters, ngày 24 tháng 2 năm ngoái, tôi đang ở Tallinn vì đó là ngày độc lập của Estonia. Nhưng khi xuống đường, tôi thấy một số người lính mang ruy băng màu vàng và xanh dương, màu quốc kỳ Ukraine. Tôi biết rằng xung đột đã bùng nổ ở quê nhà. Ông Yuri hiện mặc đồ ngụy trang màu trắng để khó bị phát hiện trong điều kiện tuyết phủ. Cùng với các đồng đội, ông đang chiến đấu ở một trong những mặt trận khốc liệt nhất. Theo Reuters, cả Nga và Ukraine đều không có bước tiến đáng kể xung quanh Bakhmut kể từ tháng 7 năm ngoái, nhưng chứng kiến binh sĩ tử thương rất lớn. Phóng viên Reuters nói rằng tiếng nổ không ngừng vang lên khi họ lấy tin gần khu vực giao tranh. Trải nghiệm kinh khủng nhất với tôi diễn ra cách đây khoảng 2 tuần. Ông Yuri nói, không kìm được xúc động. Petro Sadiok, từ đơn vị của tôi đã thiệt mạng. Anh ấy đáng lẽ có thể đón sinh nhật 39 tuổi vào hôm kia, nhưng bị sát hại. Hãng tin Reuters cũng phỏng vấn nhiều binh sĩ tình nguyện khác của Ukraine,
chẳng hạn như Ivan, 31 tuổi, đang chịu trách nhiệm điều phối hệ thống radio. Khi xung đột bùng nổ, anh vội từ Ba Lan trở về nước, cầm súng chiến đấu. Khi cuộc chiến nổ ra, tôi gói ghém mọi thứ và trở về đăng ký nhập ngũ thật nhanh, vì đó là cách tôi bảo vệ quê nhà. Ivan chia sẻ từ một bon kè tối tăm, nhếch nhác, nơi những người lính đốt gỗ để sưởi ấm trong ngày đông giá rét. Cũng tại bon kè này, Pablo, 26 tuổi, chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh, đã chiến đấu ở xung quanh Bakhmut được khoảng một tháng. Là quân nhân chuyên nghiệp, Pablo cũng như nhiều đồng đội khác không có kế hoạch gì để đánh dấu một năm xung đột. Họ chỉ muốn chiến đấu hết sức để giành thắng lợi. Moscow cách đây một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt với một trong những lý do là bảo vệ người nói tiếng Nga ở vùng Donbass. Đến nay, giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt, nhiều thành phố bị tàn phá và hàng triệu người đã rời khỏi Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 24 tháng 2 vừa qua nói rằng chúng ta sẽ đánh bại mọi quân địch. Trong video đăng lên mạng xã hội có tên Một năm bất khả chiến bại, nhà lãnh đạo 45 tuổi ngồi tại bàn làm việc và nhớ lại, cách đây một năm, ông đã gấp gáp phát thông điệp tới toàn thể người dân Ukraine về cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết, vào ngày này một năm trước, cũng ở đây, khoảng 7 giờ sáng, tôi đã gửi ngắn gọn trước người dân Ukraine chỉ vòn vẹn 67 giây. Theo Reuters, sau một năm giao tranh nảy lửa, các quan chức phương Tây ước tính Nga và Ukraine đều chứng kiến hơn 100.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Lực lượng Ukraine đã chống trả quyết liệt, khiến Nga không thể giành thắng lợi sau vài ngày. Thay vào đó, hai bên bước vào chiến tranh chiến hào, vô cùng cam go và thảm khốc ở miền Đông Nam. Mới đây, ông Zelensky ca ngợi người dân đất nước Ukraine sau một năm xung đột. Ông mô tả 2022 là một năm của sự kiên cường, dũng cảm, đớn đau và đoàn kết. Kết luận quan trọng nhất là chúng ta đã sống sót, chúng ta không bị đánh bại và chúng ta sẽ làm mọi thứ để giành thắng lợi trong năm này. Tổng thống Zelensky phát biểu trong video dài khoảng 15 phút. Cách đó 3 ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang, nhấn mạnh rằng chính họ đã khơi mào cuộc chiến, chúng ta chỉ sử dụng vũ lực để chấm dứt cuộc chiến đó. Ông Putin cáo buộc Ukraine với sự hậu thuẫn của phương Tây đã tìm cách tấn công Crimea, bán đảo Nga sắp nhập năm 2014. Ông nói thêm rằng chính Nga, chứ không phải Ukraine, là bên phải đấu tranh bảo vệ sự tồn tại của mình và đã làm mọi thứ có thể để tránh xung đột. Tổng thống Nga khẳng định, chúng tôi không chiến đấu với người dân Ukraine, đồng thời cho rằng Ukraine đã trở thành con tin của phương Tây. Khi binh sĩ Nga tấn công đất nước mình vào tháng 2 năm ngoái, cô Alona, một phụ nữ Ukraine sống tại Tây Ban Nha suốt 14 năm, bị thôi thúc phải trở về nước để bảo vệ quê hương. Vào đầu năm nay, cô Alona, 35 tuổi, đã tham gia vào lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau đó, cô được gửi ngược tới Tây Ban Nha để nhận huấn luyện chiến đấu cơ bản. Alona, quê quán ở tỉnh Volyn của Ukraine, là một trong 192 binh sĩ tới Toledo, miền trung Tây Ban Nha, vào ngày 12 tháng 1, 2023, để tham dự khóa tập huấn 5 tuần do binh sĩ Tây Ban Nha hướng dẫn. Ở quê nhà của cô, Kiev sẵn sàng chống đỡ một cuộc đại chiến của Nga, được cho là đang nhen nhóm bùng nổ để đánh dấu tròn một năm xung đột. Tôi e rằng vào tháng 2, phía Bắc Ukraine sẽ bị tấn công trở lại, và điều đó khiến chúng tôi đau đớn thêm lần nữa, cô Alona cho biết. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danikov không nghĩ rằng miền Bắc sẽ bị tấn công mạnh, nhưng cho biết đất nước của ông đã chuẩn bị đề phòng cho mọi thứ. Theo Reuters, Ukraine đã không tiếp tục phản công mạnh trong nửa sau năm 2022, trong khi Nga đã có thêm 300.000 quân nhân sau đợt động viên vào tháng 9 năm ngoái. Cuộc chiến được dự báo sắp chứng kiến những thay đổi lớn trong thời gian tới. Quay lại câu chuyện của cô Alona, mẹ và anh trai của cô đang sống ở Madrid, không ủng hộ quyết định tham gia chiến đấu ở Ukraine. Họ nghĩ tôi không sẵn sàng cho mọi chuyện, tôi chưa từng cầm súng trường trong suốt cuộc đời, nhưng tôi chọn sẽ đứng cùng quân đội Ukraine và giành chiến thắng. Tây Ban Nha vào năm ngoái thiết lập trung tâm điều phối huấn luyện Toledo, nằm trong cam kết của Madrid về huấn luyện đến 100 quân dự bị Ukraine sau mỗi 2 tháng. Đây cũng là một phần trong nhiệm vụ hỗ trợ quân sự châu Âu để ủng hộ Ukraine. EU cho biết khoảng 24 quốc gia đã có kế hoạch giúp huấn luyện binh sĩ của Kiev. Quan chức đối ngoại hàng đầu EU, ông Josep Borrell, ngày 2 tháng 2 viết trên Twitter, cho biết các nước Liên minh châu Âu dự kiến huấn luyện được 30.000 binh sĩ Ukraine vào cuối năm nay. Nội dung tập huấn ở Tây Ban Nha bao gồm mài dũa kỹ năng bắn súng, xử lý thiết bị nổ, gỡ mình và sử dụng vũ khí chống tiêm kích.
Ngoài cô Alona, có 3 phụ nữ khác trong số 192 binh sĩ Ukraine đang tập luyện ở Toledo ngay lúc này. Chỉ huy trung tâm huấn luyện Carlos Vera cho biết, các nữ chiến binh sẽ được rèn luyện như đồng đội nam. Họ được dạy những kỹ năng rất hữu ích, giúp tăng cơ hội sống sót, ông Vera nói. Ruslan, 20 tuổi, người tình nguyện nhập ngũ, cho biết anh vẫn ấp ủ giấc mơ của mình như trước xung đột. Tôi muốn có một công việc tốt để nuôi sống bản thân, sau đó tôi sẽ lập gia đình, anh chia sẻ. Theo Reuters đưa tin, phát biểu trong lễ tưởng niệm hôm 24 tháng 2, đánh dấu một năm cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định nước này sẽ sát cánh cùng Ukraine đến khi nào cần thiết. Theo Thủ tướng Trudeau, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá thấp lòng can đảm và sức mạnh của người dân Ukraine. Đồng thời, ông Trudeau cam kết rằng Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến và gửi thêm 4 xe tăng chủ lực Leopard. Bên cạnh đó, ông Trudeau cũng ca ngợi khả năng lãnh đạo cùng sự kiên cường của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mặt khác, Canada vừa qua cũng quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Thủ tướng Trudeau ngày 24 tháng 2 cho biết, các biện pháp sẽ nhắm vào 129 cá nhân và 63 tổ chức, bao gồm cả Phó Thủ tướng Nga và các quan chức khác. Ottawa cũng đang cấm xuất khẩu sang Nga một số nguyên tố hóa học để sử dụng trong thiết bị điện tử và cấm nhập khẩu, mua hoặc mua lại vũ khí của Nga. Cũng trong ngày 24 tháng 2, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, cùng một loạt các biện pháp trừng phạt và thuế quan bổ sung nhằm vào ngành khai thác mỏ, kim loại của Nga. Hãng thông tấn TASS đưa tin, đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov cho biết các biện pháp trừng phạt của Canada và phương Tây là vô nghĩa. Trước đó, vào thứ Sáu, Canada đã công bố hỗ trợ hơn 32 triệu đô la Canada, tương đương 23,5 triệu đô la Mỹ, bao gồm các quỹ cho nỗ lực rà phá bom mìn và chống lại các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Reuters cho hay, cũng trong ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này đang chuẩn bị gói trừng phạt mới chống lại Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Kishida cho biết Nhật Bản sẽ gây áp lực buộc các bên thứ ba ngừng hỗ trợ quân sự cho Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24 tháng 2 phát biểu với đài ABC News khẳng định Washington đang gửi thiết bị để giúp Ukraine có vị thế mạnh mẽ và có thể chống chọi với trận đại chiến mùa xuân mà Nga đang tiến hành. Mặc dù nghe thấy những lời kêu gọi lớn tiếng hơn về cung cấp tiêm kích thế hệ thứ tư F-16 cho Ukraine, Tổng thống Biden vẫn loại trừ khả năng đó cho tới thời điểm hiện tại. Ông Biden nói, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine không lay chuyển, nhưng quân đội Mỹ đánh giá có nhiều phương tiện cần hỗ trợ hơn so với việc gửi đi F-16. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ông Zelensky kêu gọi cung cấp tiêm kích, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, nhìn này, chúng tôi đang gửi cho Tổng thống Ukraine những thứ mà Hoa Kỳ nghĩ là ông ấy cần có. Ông ấy cần xe tăng, cần hệ thống phòng không, cần các lựu pháo, bao gồm HIMARS. Và ông ấy cần một số thứ để củng cố sức mạnh nhằm đạt được bước tiến trong mùa xuân và cả mùa hè năm nay. Ông Biden phát biểu, nói thêm rằng Washington đang gửi thêm các thiết bị quân sự phù hợp. Tổng thống Biden tái khẳng định, ông Zelensky không cần F-16 trong lúc này, tôi loại trừ điều đó ở hiện tại. Nhà Trắng vào đầu tuần này thông báo khoản hỗ trợ gần 500 triệu đô la tiếp tục chuyển đến Ukraine, cộng với hỗ trợ quân sự thêm 2 tỷ đô la được Lầu Năm Góc công bố vào ngày 25 tháng 2. Nga cảnh báo, việc phương Tây bơm vũ khí cho Kyiv không thể làm thay đổi kết quả xung đột, nhưng sẽ khiến mức độ thảm khốc của cuộc chiến tăng cao. Mới đây, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, nói với tạp chí Newsweek rằng phương Tây không hiểu rằng các vũ khí mà họ đang cung cấp cho Ukraine cũng giống như các vũ khí được hỗ trợ trước đó, đều chỉ kéo dài xung đột, dẫn đến máu tiếp tục đổ xuống mà không thể tiến thêm một bước nào về phía hòa bình. Trong khi đó, quân đội Nga đang duy trì những bước tiến mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ nhằm bảo vệ đất nước của chúng tôi. Quân đội Nga nhận được sự ủng hộ của toàn thể người dân trong nước, ông Antonov khẳng định. Chính phủ Thụy Điển hôm 24 tháng 2 cho biết sẽ gửi 10 xe tăng Leopard 2 và các hệ thống chống tiêm kích Hawk cho Ukraine nằm trong gói hỗ trợ quốc phòng thứ 11 của quốc gia Bắc Âu chuyển cho Kyiv. Chính phủ Thụy Điển viết trong thông cáo rằng xe tăng của nước này sẽ góp phần vào nỗ lực chung của các quốc gia đồng minh khác về cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson nói trong cuộc họp báo, xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn và Thụy Điển sẽ làm mọi thứ cần thiết để đẩy nhanh viện trợ sớm nhất có thể. Cũng trong ngày 24 tháng 2, đài truyền hình VOA-TV
thuộc Bộ Quốc phòng Belarus phát sóng hình ảnh một trong những đơn vị tên lửa của nước này di chuyển tới khu vực chỉ định. Được biết, đơn vị này có trang bị hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đầy sức mạnh. Hình ảnh của VNTV cho thấy một đoàn xe quân sự di chuyển trên con đường chưa rõ địa điểm. Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định đơn vị tên lửa đang thực hiện các bước để trang bị đầy đủ tại vị trí phóng và bổ sung thiết bị sẵn sàng chiến đấu. Động thái của Belarus có thể gây thêm lo ngại cho nước láng giềng Ukraine ở phương Nam. Dù trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhấn mạnh, ông chỉ ra lệnh cho quân đội Belarus tham gia chiến cùng Nga ở Ukraine khi và chỉ khi phía Minsk bị Kyiv tấn công trước. Ngày 17 tháng 2, Tổng thống Lukashenko tái khẳng định sẽ không để Belarus tham gia vào xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông cảnh báo, nếu lực lượng nước ngoài dám đặt một chân lên lãnh thổ của chúng tôi, thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. TASS đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia, ngày 24 tháng 2 khẳng định, việc hủy hoại Ukraine chưa bao giờ là mục tiêu của Moscow, và mọi lời cáo buộc Nga có ý định như vậy đều là dối trá. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, lời nói dối sáo rỗng đã lặp đi lặp lại trong một tuần vừa qua. Họ nói rằng nếu Nga ngừng tấn công, vậy thì sẽ không còn giao tranh. Còn nếu Ukraine ngừng tấn công, thì không còn Ukraine tồn tại. Nghe có vẻ cao cả, nhưng đó hoàn toàn là sự giả dối. Chúng tôi chưa từng tuyên bố mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là hủy hoại Ukraine hay xóa bỏ các giá trị của Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ đặt ra những mục tiêu như vậy, Đại sứ Nebenzia khẳng định. Sau khi Trung Quốc công bố sáng kiến 12 điểm về giải quyết xung đột ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24 tháng 2 cho rằng ý tưởng về Bắc Kinh đóng vai trò trung gian để tháo gỡ khủng hoảng ở Đông Âu là không hợp lý. Tôi không nhìn thấy bất kỳ điều gì trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc sẽ đem lại lợi ích cho bất kỳ ai ngoài Nga, ông Biden nói trên đài ABC News. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, đây là một cuộc chiến hoàn toàn bất công cho Ukraine, và ý tưởng Trung Quốc làm trung gian đàm phán để khép lại cuộc chiến này thật sự không hợp lý. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng ngày 24 tháng 2 đã công bố tài liệu lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tài liệu gồm 12 điểm, trong đó phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân, kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn và nối lại đàm phán. 12 nội dung cơ bản được đưa ra trong tài liệu bao gồm tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, ngừng bắn và đình chiến, nối lại đàm phán hòa bình, giải quyết khủng hoảng nhân đạo, bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh, bảo vệ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, giảm thiểu rủi ro chiến lược, đảm bảo vận chuyển lương thực, chấm dứt trừng phạt đơn phương, bảo đảm ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy tái thiết sau xung đột. Tương tự như ông chủ Nhà Trắng, các lãnh đạo của EU và NATO cũng cho rằng kế hoạch hòa bình của Trung Quốc nêu ra phản ánh không đầy đủ về cuộc chiến và Bắc Kinh không đủ độ trung lập để dàn xếp xung đột. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu, đó không phải là kế hoạch hòa bình, mà chỉ nhắc lại những nguyên tắc mà Trung Quốc từng chia sẻ. Chúng ta phải nhìn nhận chúng trong bối cảnh cụ thể, và đó là bối cảnh Trung Quốc đã chọn phe khi ký kết hiệp ước hữu nghị không giới hạn với Nga ngay trước khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Trung Quốc không đủ tin cậy để đứng ra làm bên kiến tạo hòa bình. Họ không lên án cuộc chiến ở Ukraine, ông Stoltenberg nói với phóng viên khi được hỏi về kế hoạch hòa bình của Trung Quốc. Về phía Kyiv, Tổng thống Ukraine Zelensky nói ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về kế hoạch hòa bình do Bắc Kinh đề xuất. Ông Zelensky bày tỏ, Trung Quốc đã bắt đầu nói về Ukraine và tôi nghĩ đây là điều tốt. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ông Zelensky cho biết đang lên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc và cho rằng điều này sẽ rất quan trọng đối với an ninh thế giới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine chưa cho biết về kế hoạch cuộc gặp. Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ Ukraine cũng như giúp thiết lập nền hòa bình công bằng. Tôi thực sự muốn tin rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi, ông Zelensky nói. Về phía Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24 tháng 2 cho biết, chúng tôi đánh giá cao mong muốn chân thành của những người bạn Trung Quốc trong góp phần giải quyết xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình. Bà Zakharova khẳng định, Nga sẵn sàng dùng biện pháp chính trị và ngoại giao để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Bà cũng cho biết, Nga đồng tình với quan điểm của Trung Quốc rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua đều là bất hợp pháp và là công cụ cạnh tranh không lành mạnh. AP News đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến đến Trung và Nam Á vào tuần tới để tham gia các cuộc thảo luận quốc tế. Chuyến công tác này có thể đưa ông Blinken gặp gỡ cùng với các nhà ngoại giao Trung Quốc và Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23 tháng 2 thông báo rằng ông Blinken sẽ tới Kazakhstan và Uzbekistan, sau đó đến Ấn Độ để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của G20, nhóm có Trung Quốc và Nga là thành viên. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa ba cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine, cũng như lo ngại an ninh ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong thông báo mới, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh những thách thức mà Washington phải đối mặt khi Ngoại trưởng Blinken dự kiến đến thăm 3 trong số 32 quốc gia bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 2 trong phiên họp xem xét kêu gọi Nga rút hết quân vô điều kiện và ngay lập tức khỏi Ukraine. Cuộc họp G20 dự kiến tập trung vào an ninh lương thực và năng lượng, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc họp trước đó tại Bali hồi năm ngoái, một số quốc gia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của xung đột đối với giá cả và nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu. Trước khi tới New Delhi, ông Blinken đã đặt chân đến thủ đô Astana của Kazakhstan và tham dự cuộc họp của nhóm C5+1, bao gồm các nước thuộc Liên Xô cũ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại cuộc họp đó, ông Blinken sẽ nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Trung Á. Ngoại trưởng Blinken sau đó sẽ tới Tashkent để thảo luận với các quan chức Uzbekistan. Reuters đưa tin cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành chủ đề thảo luận chính của các bộ trưởng tài chính G20, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. Hội nghị G20 diễn ra ngày 24 tháng 2 tại Ấn Độ. Cuộc họp diễn ra cùng ngày kỷ niệm một năm xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, đã tránh đề cập trực tiếp đến Ukraine trong các cuộc họp. Tôi mong rằng các cuộc thảo luận nên tập trung vào những công dân dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, ông Modi nói. Thủ tướng Modi bày tỏ mong muốn tập trung thảo luận giải quyết các vấn đề nợ không bền vững ở các quốc gia đang phát triển. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng nhóm G20 phải lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Nhóm đã làm điều đó ở cấp độ các nhà lãnh đạo và cần những tuyên bố tương tự ở cấp Bộ trưởng Tài chính. Ông Le Maire cho biết châu Âu đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và bác bỏ tuyên bố của Moscow cho rằng các biện pháp hiện tại không hiệu quả. Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 23 tháng 2 đã kêu gọi tăng viện trợ tài chính cho Ukraine trong bối cảnh Washington sẵn sàng công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 10 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Kiev trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ấn Độ, ngay trước kỷ niệm tròn một năm xung đột ở Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng vấn đề then chốt đối với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF là phải nhanh chóng triển khai chương trình cho vay toàn diện dành cho Ukraine. Nữ Bộ trưởng khẳng định, như Tổng thống Biden từng nói, Mỹ cam kết sát cánh cùng Ukraine cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến và việc tăng cường hỗ trợ cho Kyiv sẽ là mối quan tâm hàng đầu. Bà Yellen đã tham gia cuộc họp ở Ấn Độ cùng các bộ trưởng tài chính và lãnh đạo các ngân hàng trung ương từ nhóm G20 tại một khu nghỉ dưỡng gần trung tâm công nghệ Bengaluru, miền Nam Ấn Độ. Đây là cuộc họp quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 kéo dài một năm của New Delhi. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denis Shymyhal cho biết nước này đang tìm kiếm một chương trình viện trợ trong nhiều năm của IMF với tổng trị giá 15 tỷ đô la. Thông báo đưa ra sau chuyến thăm của Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đến Kyiv. Bên cạnh vấn đề Ukraine, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen nêu quan điểm, các nước G20, đặc biệt là Trung Quốc, cần nỗ lực để giảm thiểu các khoản vay hiện tại, bởi chính các khoản vay này đã khiến hơn nhiều quốc gia thu nhập thấp lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, bà Yellen cho rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục diễn ra vào một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, bà cảnh báo Bắc Kinh rằng bất kỳ hỗ trợ nào của Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine đều là mối lo ngại rất nghiêm trọng. Đồng thời, bà Yellen cũng tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga khi xung đột Đông Âu kéo dài. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Mỹ, các cuộc họp của G20 là nền tảng quan trọng để thúc đẩy cải cách đối với Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác, nhằm mở rộng hoạt động cho vay cho các nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 24 tháng 2 đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Ankara sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắt đầu triển khai công tác xây dựng và tái thiết các công trình nhà ở trong bối cảnh chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP ước tính có đến 1,5 triệu người bị mất nhà cửa. Theo thống kê, trận động đất ngày 6 tháng 2 đã khiến hơn 160.000 tòa nhà với 520.000 căn hộ bị sập hoặc hư hại nặng, hơn 43.500 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và gần 6.000 người ở nước láng giềng Syria thiệt mạng. Đối mặt với cuộc bầu cử diễn ra trong vòng vài tháng tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết sẽ xây dựng và tái thiết nhà cửa trong vòng một năm. Mặc dù các chuyên gia cho rằng chính quyền nên đặt sự an toàn lên trên tốc độ, một số tòa nhà trước đó được cho là có khả năng chịu được địa chấn, tuy nhiên đã bị sụp đổ trong các trận động đất mới nhất. Nạn nhân thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chật vật làm quen cuộc sống mới trong những thành phố lều tạm bợ. Có thể họ đã có một mái che đầu, nhưng vẫn không thể chống chọi với cái lạnh âm độ, cũng không có được một nơi sinh hoạt tử tế. Tắm rửa, giặt giũ hay đi vệ sinh, những nhu cầu thiết yếu nhất cũng trở thành thử thách đầy mệt mỏi. Hôm 24 tháng 2, hàng chục nạn nhân mất nhà cửa do động đất đã xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ ở một trường trung học thuộc quận Hasa, thành phố Hà Tây. Melek, một người chờ nhận hàng cứu trợ nói với Reuters: "Tôi có 8 đứa con và cả nhà đang ngủ tại thành phố lều. Ở phía trên căn lều thì đầy nước, còn dưới đất cũng vô cùng ẩm ướt. Cách đó không xa, Aseri, một cư dân khác tại Hà Tây, nhìn ngắm hai con của mình vui đùa cùng những đứa trẻ khác ở trung tâm lánh nạn. Tất cả họ đều trắng tay sau thảm họa động đất. Với Hà Tây là nơi chịu thiệt hại nặng nề bậc nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Miệng mỉm cười khi nhìn các con chơi đùa, nhưng ánh mắt của Aseri đầy sự đau khổ, theo Reuters. Không phải cả gia đình của Aseri đều an toàn. Cô đã mất hai trong số những đứa trẻ khi căn nhà sập xuống ngày 6 tháng 2. Giống như những người khác sống sót qua cơn địa chấn, Aseri cho biết. Cô đang trải qua những ngày đau khổ nhất khi mất đi người thân. Sinh ra ở tỉnh Latakia của Syria, vào thời niên thiếu, Aseri đã rời khỏi đất nước chìm trong nội chiến tăng thường. Cô lấy chồng Thổ Nhĩ Kỳ và xây dựng mái ấm ở ngôi làng nhỏ bên ngoài đô thị Antakya. Chúng tôi đã luôn phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn, nhưng tất cả đã vỡ vụn sau một phút động đất. Bây giờ, ngay cả cuộc sống trong ngày mai thôi, tôi cũng không thiết nghĩ nữa. Những đứa trẻ này phải sống như thế nào? Aseri day dứt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết xây dựng lại các công trình sụp đổ chỉ trong một năm. Nhưng ở những ngày dài phía trước, các nạn nhân sống sót như gia đình của Melek hay Aseri sẽ phải tiếp tục nương náu trong những túp lều, những thùng container hay các trung tâm lánh nạn do chính phủ hỗ trợ. Điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh, tất cả đều thiếu hụt trong những ngày đầu hỗn loạn sau thảm kịch. Hết lũ lụt càn quét từ mùa Giáng sinh năm 2022 đến đầu năm nay, hiện giờ, bang California của Mỹ lại hứng chịu bão mùa đông nguy hiểm. Nhiều khu vực ở trung tâm tiểu bang hứng tuyết rơi nặng hạt ngày 24 tháng 2. Cơn bão mùa đông di chuyển chậm ở tiểu bang trong cuối tuần này khiến thành phố Los Angeles và các nơi lân cận lần đầu tiên phải ban bố cảnh báo bão tuyết kể từ năm 1989. Tại khu vực gần công viên quốc gia Yosemite, một cư dân tên Adam McLean chia sẻ, tuyết ngày càng trút xuống ồ ạt hơn, mưa và tuyết rơi lạnh lẽo khiến việc di chuyển trở nên rất khó khăn. Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, bão mùa đông có thể mạnh lên từ ngày 24 tháng 2 và tiếp tục càn quét khắp tiểu bang đến hết tuần này. Cũng giống như nhiều cư dân bang Minnesota của Mỹ, một con đại bàng đầu chọc hôm 23 tháng 2 đã thức dậy và nhìn tổ ấm của mình bị chôn vùi trong tuyết. Đó là do bão mùa đông đổ bộ khu vực vào đầu tuần này. Theo video phát trực tiếp của cơ quan tài nguyên thiên nhiên bang Minnesota, đại bàng mẹ đã rũ tuyết khỏi lông mình khi ló đầu ra khỏi tổ. Cơ quan bảo vệ thiên nhiên cho biết hiện có hai quả trứng trong tổ. Tổ chim nằm ở khu vực giữa hai thành phố Minneapolis và St. Paul. Giới chức không cung cấp vị trí chính xác của tổ chim để duy trì sự an toàn của đại bàng đầu chọc, một loài vật biểu tượng của nước Mỹ. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.